Hello mọi người, hiện tại Trang Hoài Thành đang cầm một nải chuối nè mọi người. Xin giới thiệu mọi người này là nải chuối nha. Mọi người trông giống chuối gì mọi người? Thật sự cái này là nhìn trông giống nó ra giống nải chuối sứ hoặc là chuối sim. Mà thật sự cái này là nó giống chuối lai mọi người. Nó lai chuối sứ với chuối hộp của mọi người. Đây là cái cây này, cây chuối đầu tiên nhà Trang Hoài Thành trồng. Ba của Trang Hoài Thành trồng mà bây giờ nó đã ra buồng rồi mà chưa ăn thử bây giờ. À, chưa ăn thử bao giờ. Bây giờ Trang Hoài Thành ăn thử nha, coi coi là kết quả như thế nào mọi người. Đây, mình cho mọi người coi 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 ăn có nó có giống chú hộp hay hộp chú sứ hay không. Ăn thử mọi người ơi. Ăn cái vị nó giống giống chú chà bột, nó là chú chà bột mọi người. Nó cũng có cái mùi vị giống chuối sứ mà cái điểm này nó bở hơn mọi người, cái vị ngọt nó không ngọt bằng chuối sứ mà trái nó bự hơn. Mọi người nhìn thấy không? Trái nó nhìn giống chuối hộp không? Nó là giữa chuối hộp và chuối sứ đó mọi người. Đó. Cái này bạn nào biết tên cái giống chuối này là chuối gì nhớ comment cho Trang và Thành biết nha mọi người. Thật sự không biết tên chuối này là chuối gì mà mình gọi là chuối sứ lai chuối hộp. Đó, quá ngon.